Xin chào các bạn, hôm nay gia đình nhà mình làm món cải thìa sốt nấm thịt xay và đậu hũ. Tiền thế mình làm clip chia sẻ với các bạn cách để chúng ta làm món cải thìa sốt nấm với đậu hũ ngon tại nhà. Vậy bây giờ mình xin mời các bạn hãy theo dõi cách mình làm món cải thìa sốt nấm thịt xay và đậu hũ. Để làm được món cải thìa sốt nấm ngày hôm nay, trước tiên chúng ta sẽ có nguyên liệu chính là cải thìa. Chúng ta có thịt xay, nấm nung cô, đậu hũ, hành hoa, một ít cà chua, một ít nấm rơm. Cải thìa thì ta chọn cây có bẹ vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Sau khi mua về, sơ chế qua rửa sạch với nước và để ráo. Bây giờ mình mời các bạn hãy theo dõi cách mình sơ chế về mặt cải thìa. Cải thìa thì chúng ta sẽ cắt rời phần gốc và phần ngọn. Phần gốc chúng ta sẽ cắt dài khoảng 3 đến 4 phân là vừa, rồi mang ngâm vào nước muối pha loãng trong vòng khoảng 15 phút, xong mang xả lại với nước lạnh nhiều lần cho sạch. Nếu các bạn có thời gian, chúng ta có thể tạo hình phần gốc thành những cái bông cho đẹp. Vì ở đây phần gốc mình muốn giữ nguyên không tách rời nên chúng ta phải rửa cho sạch sẽ thật kỹ, nếu không phần gốc rất dễ rinh sạn nhé các bạn. Phần cải thìa sau khi sơ chế đã xong, bây giờ chúng ta sẽ cho phần gốc vào trong chảo nước sôi, chúng ta trụng sơ qua. Chúng ta sẽ trụng phần gốc trong vòng 2-3 phút. Và chảo nước sau khi bắt lên bếp, mình sẽ cho vào trong chảo khoảng 1/3 muỗng canh muối hột. Chờ nước sôi thì mình mới cho cải vào mình trụng. Về phần gốc dày và cứng hơn nên mình sẽ trụng trong vòng 2-3 phút, xong sẽ vớt ra ngâm với nước lạnh để cho cải được giòn và xanh. Nhiều bạn có hỏi mình, anh ơi, làm thế nào chúng ta có được một món rau cải xào hoặc sốt mà vẫn giòn xanh tự nhiên của rau cải? Mình khuyên các bạn hãy làm theo cách của mình. Trong quá trình làm, nếu có gặp phải khúc mắc hoặc khó khăn gì, có mình đây các bạn, cứ để lại comment phía dưới phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ các bạn hết mình để có thể mang đến những món ăn ngon trong những gian bếp nhỏ của từng gia đình, để nhà nhà đều được thưởng thức những món ăn ngon, tốt cho sức khỏe mà lại không tốn quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, mà chúng ta vẫn có thể thưởng thức những món ăn ngon theo phong cách nhà hàng tại chính gian bếp của gia đình nhà mình. Thật là vui và hạnh phúc, phải không nào các bạn? Phần gốc sau khi đã làm xong, bây giờ chúng ta sẽ cho phần lá và chúng ta trụng sơ qua. Phần lá thì là lá mềm cho nên chúng ta sẽ trụng nhanh hơn, chúng ta sẽ trụng trong vòng khoảng 1-2 phút là được nha các bạn. Và phần lá thì một chút mèo nhỏ để chúng ta có được phần cải thìa vừa mềm mà cải thì xanh tự nhiên đẹp mắt, thì chúng ta sẽ cho vào trong chảo nước một chút xíu dầu ăn. Thì chút nữa phần cải thìa này chúng ta trụng lên, cải sẽ rất mềm xanh đẹp mắt. Phần cải của mình trụng đến giờ này đã xong, bây giờ mình sẽ vớt ra ngâm với nước lạnh để cho cải được giòn và giữ được màu xanh tự nhiên của rau cải, để chút nữa mình có thể chế biến ra được một món ăn vừa thơm ngon, đẹp mắt và màu sắc, để cho món ăn được hấp dẫn và lôi cuốn người được thưởng thức. Các bạn ơi, phần rau cải của mình sơ chế đến giờ này đã xong, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần làm nước sốt. Các bạn hãy theo dõi cách mình làm nước sốt với những nguyên liệu như đầu clip mình đã chia sẻ cách làm và quá trình để chúng ta tạo ra được một hỗn hợp từ những nguyên liệu ở trên. Thì đã có mình ở đây, mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách để chúng ta thể tạo ra một loại hỗn hợp để chúng ta sốt lên cải thìa làm sao cho ngon nhất. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình làm thì các bạn cũng sẽ thành công giống như mình thôi nào. Trước tiên chúng ta sẽ cho vào trong chảo một ít dầu ăn, xong chúng ta sẽ cho vào trong chảo hành khô, gốc hành và tỏi, chúng ta bằm nhuyễn, xong chúng ta sẽ cho vào trong chảo, chúng ta phi thơm và vàng. Khi hành tỏi của chúng ta đã thơm vàng thì chúng ta sẽ cho thịt xay và chúng ta xào cho thịt săn lại và thơm.
Thịt xay của mình đến giờ này đã xe và săn lại, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho phần cà chua và mình xào. Cà chua thì mình ở đây mình lấy một trái cà chua lớn, mình gọt bỏ phần vỏ bên ngoài, bỏ hạt, xong đó mình sẽ cắt hạt lựu. Bây giờ mình sẽ xào cà chua cho cà chín và lên màu. Chúng ta sẽ xào trình tự từ những nguyên liệu. Chúng ta không có cần phải vội vàng quá nha các bạn. Xong bây giờ mình sẽ cho vào đây nấm đông cô tươi, nấm rơm. Nấm đông cô thì mình đã cắt hạt lựu sẵn, còn nấm rơm thì mình sẽ cắt lát mỏng. Mình sẽ xào cho tất cả đều săn và xe lại. Xào những nguyên liệu này thì các bạn lưu ý chúng ta nên để lửa lớn một chút. Chúng ta xào cho tất cả đều săn lại và thơm. Thì chút nữa xong chúng ta sẽ nêm gia vị vào. Bây giờ mình bắt đầu nêm gia vị. Mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng canh bột nêm, 1/2 muỗng canh đường cát. Mình sẽ xào cho gia vị được thấm đều vào các nguyên liệu. Xong mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào. Dầu hào ở đây mình sử dụng là dầu hào Maggi nha các bạn. Sau khi nêm gia vị và xào cho nguyên liệu và gia vị được thấm bật quẩn lại với nhau, thì bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây 1/2 bát nước. Chúng ta có thể cho nước lọc hoặc nước dùng đều được nha các bạn. Nhưng nếu cho nước dùng thì nước sốt chúng ta sẽ ngọt và thơm hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục đun trong vòng khoảng 5 phút để cho các nguyên liệu và nước sốt của chúng ta hơi sánh lại một chút. Đến giờ này thì phần nước sốt của mình đã gần xong. Bây giờ mình sẽ nêm lại và nêm thêm vào đây khoảng 2/3 muỗng canh nước tương, để cho phần sốt của mình vừa ăn. Xong mình sẽ nêm lại xem đã vừa ăn chưa. Nếu vừa ăn thì mình sẽ đánh thêm một chút xíu bột năng pha loãng vào để cho nước sốt được đặc và sánh lại. Bây giờ thì mình sẽ cho nốt phần đậu hũ và hành hoa vào trong chảo luôn, để cho đậu hũ và hành được thấm với nước sốt. Các bạn ơi, với món cải thìa sốt nấm thịt bằm và đậu hũ này thì chúng ta có thể sử dụng trong những bữa cơm hoặc là những buổi tiệc nho nhỏ, hoặc là các anh em có thể lai dai với nhau vài chai cũng rất chỉ là tuyệt vời vào những ngày cuối tuần nha các bạn. Wow, đến giờ này nhìn vào phần chảo sốt đậu hũ, nấm và thịt bằm, các bạn nhìn thấy màu sắc và mùi hương, các bạn có ngửi thấy mùi hương thơm chưa nào? Bây giờ thì mình sẽ nêm lại lần cuối xem đã vừa ăn chưa. Xong chúng ta sẽ đánh một chút xíu bột năng pha loãng vào là nước sốt chúng ta sẽ sánh đặc. Thì chúng ta đã có được phần sốt với màu trắng của đậu hũ, màu đỏ của cà chua và màu xanh của hành hoa, màu nâu của nấm đông cô, vị ngọt của thịt, mùi hương của gia vị hòa quyện lại với nhau. Việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ sắp một dĩa cải thìa làm sao cho đẹp mắt. Xong chúng ta sẽ chan sốt lên phần cải thìa là chúng ta có thể mang đi mời gia đình cùng thưởng thức. Chúc các bạn sẽ thành công với món cải thìa sốt nấm đậu hũ và thịt bằm thơm ngon mà mình đã chia sẻ. Các bạn nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký, bấm vào chiếc chuông nho nhỏ và chọn tất cả để mỗi lần mình ra video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên được YouTube thông báo về video mới của mình. Xin chào và hẹn các bạn ở clip sau.